Bây giờ không sao cả. Bây giờ mẹ hỏi con, tại sao em Lâm lại có hiện tượng mắt chảy nước? Mẹ đang hỏi nghiêm túc đấy. Tại sao mắt của em Lâm lại có hiện tượng chảy nước? Người ta mút ra là Lâm khóc nhè. Em khóc nhè à? À, mẹ tưởng là mắt nó nóng quá nó toát mồ hôi ra. Dạ. Lại nói linh tinh.